À, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay cho phép Nguyễn Tâm trở lại với chương trình Tự Làm Hoa Tươi Đẹp. Và bằng một bình hoa và một dĩa trái cây trưng cho ngày Tết, người ta thường gọi là trưng nghi cho ngày Tết. Và đầu tiên Tâm sẽ trưng một bình hoa trước, và sau đó Tâm sẽ trưng dĩa trái cây sau, và trưng lên hướng dẫn trưng lên bàn thờ như thế nào cho nó đúng. Đầu tiên Tâm sẽ trưng bình hoa. Ở đây shop Tâm đã ngâm sẵn rồi. Chúng ta sẽ chọn một bình hoa. Ở đây thì có nhiều cách để shop lên bình hoa. Có thể chúng ta để như vậy, chúng ta sẽ cột lại thì cũng là một cách để bình hoa. Nhưng ngược lại chúng ta cũng thể dùng dao cắt ra để chia cái phần shop này ra làm hai, thì chúng ta sẽ có được hai phần bình. Lấy cục shop thế này, chúng ta sẽ cắt làm hai và cắt xéo. Ta có như thế này, chúng ta sẽ tạo cái góc hơi nhọn. Nếu chúng ta chưng như thế này á thì vừa tiết kiệm shop, rồi nước nó sẽ hút lên, còn nếu mà chưng theo cách kia thì sẽ không hút nước được, mà chúng ta phải tưới nước vào shop. Còn này thì chúng ta chỉ cần châm nước vào bình thôi thì nước sẽ tự động hút lên shop nha các bạn. Nhưng cắm ở trong điều kiện của chúng ta cắm và chưng gần, chứ không thể mang đi xa được. Nếu mà chúng ta chưng cạnh này, chúng ta không thể mang đi xa vì nó rất yếu. Gọi là nước sẽ hút từ ở trong bình chứa này lên cục xốp này. Cho nên khi mà hoa chúng ta tiêu hao cái lượng nước á, thì ở dưới bình này sẽ cung cấp cho cục xốp này. Đầu tiên mình cũng sẽ lên lá nền trước nha các bạn. Ở đây Tâm sử dụng lá cao. Sử dụng theo cách cắt nối thì chúng ta sẽ sử dụng một lần một cặp lá. Ta sẽ lựa một cặp lá nó có kích cỡ tương đối bằng nhau và cắt bớt cái phần này để tạo dáng cho cái phần lá của mình. Chúng ta có thể tạo bất kỳ, ở đây nó có nhiều cách để tạo dáng lá. Tâm có thể tạo hình tam giác, hoặc là tạo hình đầu của nó là hình tròn, hoặc là có thể cắt hình zig zag. Nhiều cách để tạo hình lắm. Nói chung là không phải là bắt buộc là phải theo như vậy nha các bạn. Như đây để tiết kiệm thời gian thì Tâm sử dụng cái cách cắt lá như vậy, nó mau. Hoặc là giả sử như vậy, người ta có thể cắt như vậy, nó sẽ ra hình lưỡi, hình lưỡi cưa đấy. Nhưng sử dụng cách này thì nó cũng hơi tốn nhiều thời gian, cho nên Tâm không sử dụng cách này. Có rất nhiều cách để tạo hình lá nha. Đây Tâm chỉ ví dụ thôi nha. Nếu mà cắm số lượng lớn á thì các bạn không thể nào mà ngồi nó tỉ mỉ cắt từng cái tờ lá, hay nó cũng hơi cực. Thông thường trong cắm bình hoa thì chúng ta sẽ theo cái nguyên tắc chiều cao của cái phần hoa đó, sẽ cao gấp 2 lần bình. Nên nhớ cái này rất quan trọng để nó cân đối nha các bạn. Tức là chiều cao của hoa và lá nó sẽ gấp 2 lần bình. Tức là bình hoa này chúng ta sẽ chia làm 3 phần. Phần hoa, phần bình bông này là một phần, phần lá, phần hoa chúng ta sẽ chia làm 2 phần nữa. Và chắc chắn là chúng ta sẽ không tính từ miệng bình hoa, mà ở trong đây còn một phần lá để nó đổ xuống nữa, cho nên phải tính từ ngọn của phần lá đổ. Cho nên chúng ta phải tính từ cái bắt đầu của cái ngọn lá đổ luôn, chứ không phải tính từ ngọn của bình hoa. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng theo dõi cách lên lá của Tâm nha. Đây Tâm đã vừa cắt sẵn hai tờ lá như thế này, cứ đo thử. Chúng ta thấy nó cũng gần bằng 2 lần bình phải không các bạn? Đối với lá đầu tiên này thì Tâm sẽ quay lại để cho các bạn dễ. Thì cắm cái phần này thì chúng ta sẽ úp ngược lá.
chứ không phải úp mà bề mặt của lá nữa. Gạt nghiêng một góc 30 độ. Thấy không ạ? À? Nó đổ ra phía sau một góc 30 độ để làm gì? Để khi một chút xíu chúng ta cắm hoa đó, thì cái phần hoa nó sẽ không đổ dồn về phía trước mà sẽ nằm ở chính giữa của bình hoa, nó sẽ cân đối hơn. Và như vậy thì bình hoa của mình nó khi chưng nó sẽ không bị lật về phía trước hay lật về phía sau. Chúng ta đã có hai cái lá cao nhất của cái bình hoa. Ở đây Tâm cũng cắt thành tam giác giống như vậy luôn nha. Nhớ chừa cái phần ngọn ra. Đối với phần hai lá này chúng ta sẽ sử dụng bề mặt nha các bạn. Đây, giờ chúng ta đã vừa có cái hình tam giác, phải không ạ? Tiếp tục như vậy, Tâm sẽ lên tiếp phần lá nè. Mỗi lần lấy chúng ta cũng lấy một cặp luôn nha. Tiếp theo hai tờ lá này Tâm sẽ đi theo cái hình tam giác này, không cắm nó lệch của cái hình tam giác, nó sẽ không chẳng úp mặt ngược lại. Chúng ta đã vừa thấy xong cái phần này lên lá nền. Nếu mà nhìn theo chiều nghiêng thì chúng ta sẽ cảm giác giống như là một cái ghế ngồi, nó sẽ nghiêng ra một góc 30 độ và nó đổ về phía trước. Và toàn bộ hoa chúng ta cắm nó sẽ nằm trên đây và sẽ nổi lên, chứ không nằm xẹp xuống nữa các bạn. Nó sẽ nằm nổi lên như một khối cầu. Chúng ta sẽ tạo một cái hiệu ứng 3D nha, tức là nhìn ở cả ba mặt thì nhìn bình hoa mình luôn luôn đẹp. Rồi ok, vậy hả? Để lên cái hoa cao nhất nha các bạn. Đây là hoa thiên điểu ha, nó có hình giống một con chim. Chúng ta cũng cắm theo chiều nghiêng của lá luôn. Lá nền như thế nào chúng ta sẽ cắm hoa theo y chang như vậy nhé. Đây, quay nghiêng cho các bạn thấy, nó cũng nghiêng một góc khoảng 25 đến 30 độ, ngã về phía sau một chút xíu để tạo cái dáng thẳng đứng cho bình hoa của mình, cái dáng cân đối để cho hoa của mình không bị đổ về phía trước. Nó sẽ lựa một cái bông hoa có dáng dáng hoa nó hơi chỉa thẳng lên cao. Tiếp đó chúng ta sẽ lựa một cái hoa nó có hơi nghiêng về phía trước, thì chúng ta sẽ đưa ra. Lúc nào cũng vậy, chứ khi chúng ta cắt hoa chúng ta cắt góc xéo nha, để tạo cái góc nhọn dễ cắm nó vào. Chúng ta đã có ba cái phần cao nhất của bình hoa. Nếu các bạn để ý á, thì chúng ta sẽ thấy là hoa nó cũng sẽ đi theo lá luôn nha các bạn. Nó sẽ nghiêng theo chiều lá luôn. Đã lá nền như thế nào thì chúng ta sẽ cắm hoa theo y như vậy. Đấy, cái làm chuẩn cho cái phần đổ của cái bình hoa của mình, ở đây Tâm sử dụng hoa hồng môn. Hồng môn thì nó có màu đỏ nha các bạn. Còn hoa màu trắng thì cũng là môn, nhưng mà chúng ta kêu là bạch môn. Còn một cái nữa người ta kêu là hậu môn. Chúng ta sẽ làm sử dụng hai cái hoa này làm chuẩn cho chiều ngang của bình hoa.
và chuẩn cho hai phần ở bên hông. Khi cắm hoa chúng ta nhớ là chúng đưa cái mặt hoa nó ở bên trên. Bắt đầu mẹ ơi. Còn hẹn không ta? Chúng ta vừa thấy là chúng ta đã lên hai phần hoa. Đầu tiên là thiên điểu, thứ hai là hồng môn. Tâm sẽ xây một góc nghiêng cho các bạn thấy nha. Thì toàn bộ hoa chúng ta sẽ nổi lên trên cái nền lá chúng ta đã vừa cắt. Tại sao có rất nhiều loại hoa mà khi trưng hoa cho ngày Tết để Tâm sử dụng là thiên điểu, gọi là hồng môn, gọi là hoa cát tường. Thì thật ra thì không ai bắt buộc chúng ta phải trưng loài hoa gì hết. Nhưng mà thường thường á, quan niệm của ông bà mình ngày xưa giờ đó, tức là khi trưng trái cây á, thì người ta lựa những cái trái cây có cái tên đẹp như là cầu sung dừa đủ xài, ví dụ như vậy. Thì khi trưng bình hoa cũng vậy, chúng ta sẽ sử dụng những loại hoa có cái tên đẹp nhất. Ví dụ như là hoa cát tường, thì chúng ta thấy cát tường là cái tên cũng rất là đẹp rồi phải không ạ? Hay là hồng môn, tại sao hồng môn lại là tên đẹp? Thì ví dụ hoàng khai trương gì đó, thì chúng ta thường có cái câu chúc gọi là khai trương hồng phát, tức là hồng là thể hiện cái cuộc sống nó viên mãn, nó đầy đủ. Môn nó thể hiện giống như là một cái gia đình. Hồng môn là một loại hoa thể hiện cho cái gia đình nó có cuộc sống thật là sung túc. Thiên điểu là một cái loại chim ở trên trời, tức là hướng về ở bên trên, tức là cuộc sống của chúng ta thật là cao sang quyền quý. Nói chung thì chúng ta hãy lựa những cái loại hoa mà có tên đẹp thôi, không bắt buộc là phải hoa gì hay là hoa gì. Cũng hạn chế sử dụng các loại hoa có cái tên xấu, mặc dù hoa nó đẹp. Ví dụ như là ở đây thì Tâm thường thường Tâm cử cái hoa cẩm chướng hay gì đó, thì nghe cái tên là nó chướng chướng à, cho nên Tâm không thích ha. Chứ không ai cấm mình trưng hoa cẩm chướng. Nói như vậy thì mấy người ta trồng hoa cẩm chướng Tết chắc người ta bán không được. Tại vì Tâm không thích thì Tâm không trưng thôi nha các bạn. Đầu tiên thì Tâm sẽ lựa cái bông nó có cái phần ngọn, phần búp. Tâm sẽ cắt đi những cái lá xấu. Đừng có để lá nhiều quá, nó sẽ không đẹp. Đây, nó sẽ đi theo cái phần thiên điểu của mình. Ở đây nhiều lá ngọn thì chúng ta cắt bỏ bớt nó đi để chừa lại cái phần hoa và búp thôi. Nếu mà lá nhiều quá thì nó sợ tạo cái hiệu ứng rất là rậm, nó sẽ không đẹp cho bình hoa mình đâu. Có rất nhiều cách cắm. Cách cắm này chúng ta cách cắm xen kẽ, cách cắm đều, cắm đôi, có kết hợp so le, hoặc thì chúng ta cắm khối, một khối hoa các tường bên đây, một khối hoa hồng môn bên đây, một khối hoa mỏng xói bên đây. Nói chung thì không bắt buộc. Ở đây Tâm cắm xen kẽ với nhau để tạo cái hiệu ứng gọi là nó cân bằng, nó mềm mại cho cái bình hoa. Nếu mà để lá trong đây Tâm sẽ nó không đẹp, Tâm sẽ cắt bỏ đi cái phần lá ngọn không đẹp, cắt một góc nhỏ. Đấy, nhưng mà cái vòng hoa này chúng ta sẽ cắt bỏ đi cái phần hoa này.
tại vì nó có sắp tàn là nó không đẹp nữa. Đối với hoa không đẹp thì chúng ta giấu nó phía sau đi các bạn. Riêng cái phần búp này thì Tâm sẽ không cắt bỏ tại vì nó đẹp và nó còn nhiều búp trong đây. Như vậy nó sẽ nở ra trong tương lai. À, cát tường là một loại hoa trưng được rất là lâu. À, những cái búp này sau 1-2 tuần lễ khi mà chúng ta giữ cái cây và thay nước thường xuyên thì nó sẽ nở ra. Cho nên Tâm sẽ không bỏ đi cái phần ngọn đó. Tạo cái độ mềm mại cho bình hoa thì Tâm sẽ sử dụng lá lan, ở dưới quê mình kêu là lá phát tài các bạn. Chúng ta sẽ làm lá điểm bằng lá lan này luôn nhé. Thường Tâm có nói là trong cái bình hoa mà có nhiều cái loại hoa mà cái dạng lá điểm phù hợp nhất là cái dạng lá kim, lá dài. Ở đây Tâm sẽ cắt hết đi cái phần ở bên ngoài của cái tà lá này để cho nó có cảm giác thanh mảnh hơn. Đây. Ta sẽ coi cái chỗ nào còn khuyết, ta điểm vào. Đây ạ. Thank you.
Sau khi mà chúng ta đưa cái phần lá điểm này vào á, thì á, nhìn bình hoa mình sẽ mềm mại hơn rất là nhiều. Sai tại nhà. Nói chung ở quê tôi thì có cái gì đó thì rồi rồi thì chị quay hả? Trái cây. Các bạn làm như thế nào đó không biết, miễn sao là cái phần dĩa trái cây của mình á càng cao càng đẹp nhé. Nói chung là chúng ta cứ tuân thủ theo nguyên tắc là trái bự nằm ở bên dưới. Tại sao trái chuối này chúng ta nằm ở bên dưới? Là tại vì nó nguyên khối thì nó sẽ bự hơn tất cả các trái, nó sẽ nằm bên dưới, nó sẽ không có cái cơ hội rời rạc ra, cho nên phải làm thế nào đó càng bự nó nằm ở dưới cùng. Và chúng ta sẽ điểm những cái trái nhỏ xen kẽ những trái bự để che lấp đi những cái khoảng trống, thì cũng giống như chuối vậy đó, để tạo một cái chùm hay là một bệ thì chân nó sẽ có cái cơ hội rớt hơn. Chúng ta sẽ sử dụng khung còn lại để hình nó lại, thì chân nó nhìn nó cũng sẽ đẹp hơn đó. Đẹp không? Đẹp. Trời, miếng tâm chân cũng đẹp xinh được. Tại giả bộ hỏi thôi. Có nhãn lọc nữa bà Tám. Nhãn lọc bà Tám thích nữa. Lúc mình biết bà Tám thái nhãn lọc mới ghê không? Cả này phải làm dâu bà Tám được. Đó. Phật, cười cái cài nghe hàm răng lên cài. Rồi đưa hình lên, hai mẹ con đẹp quá. Đây cao với gì Tâm? Hả? Cao như vậy cao mới đẹp, mâm cao lắm, mâm cao cổ đầy mà. Nếu mà ta mới mà rình lên không nổi. Sao không nổi? Ép lên chuột luôn. Á đủ mày lò. Á đủ. Chả tại lò rẻ bà Tám. Ô chả là không mấy chuyện. Thường thường mà chân cao như vậy nè, thì nếu mà không có bọc băng keo khó lắm nha các bạn. Cho nên chúng ta phải có nguyên tắc thì rất là dễ chứ. Các bạn địa mà ngủ quả là sao mà chân? Đó thì chân ít trái gì nè. Thì chân ít trái à. Chân nó rồi. Chân có hai cái bàn là dưới bà nội với bà này à. Còn kia để bà để dài cháu. Mấy khe chuối nữa mà. Bữa xoài còn chân dưới đâu, còn mặt bằng nữa mà. Còn gì ở dưới bàn.
lên đỏ rồi. Ôi, này thấy chùa cũng yên tâm luôn. Thở cái nhẹ cơ má. Có thấy mà gồng dữ luôn. Được chưa? Ok. Xuất sắc. Thôi cái bình bông này nó nở hết hồn luôn. Nè con cho mắt coi nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Yên tâm mà. Xách đa ghế tè đi. Đang quay này chưa? Đang quay nè. Quên thông thường khi mà trưng cái bình hoa thì chúng ta sẽ theo cái nguyên tắc gọi là đông bình tây quả nha các bạn. Thì nếu mà các bạn không rõ được cái câu này thì cứ nhắm thẳng hướng mặt vào bàn thờ, thì cái hướng tay trái thì chúng ta sẽ trưng trái, còn cái hướng mé bên tay phải thì chúng ta sẽ trưng hoa là đúng nha. Nói chung thì có rất nhiều cách để trưng trái cây và hoa. Có nhiều người để hai bình hoa ở hai bên, rồi trái cây ở chính giữa. Nhưng mà thường thường lúc mà bà nội Tâm còn sống, khi bà nội chỉ lại, thì Tâm vẫn còn nhớ rất là rõ, đó là đông bình tây quả. Nếu mà chúng ta không nhớ rõ thì cứ nghĩ là bên trái thì cứ trưng bình dĩa trái cây, còn cái bên máy bên tay phải thì trưng bình hoa là chính xác nhất cho cái nghi thức mà trưng lên bàn thờ.